Nằm trong phân khúc mặt hàng cây nước nóng lạnh bình dân giá rẻ, chính vì thế Fuji VKD1800C và VKD1800E nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi giá cả hợp với túi tiền của đa phần người lao động. Nhìn chung hai cây nước này có thiết kế bên ngoài gần như giống nhau, chỉ khác nhau ở cấu tạo bên trong của máy. Chiếc Fuji VKD1800E làm bằng công nghệ điện tử, trong khi chiếc VKD1800C làm bằng công nghệ block. Nhìn tổng quan máy có thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã, tinh tế. Ngay sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng hai model cây nước này. Đầu tiên, đặt cây nước nóng lạnh ở nơi bằng phẳng, thoáng mát, cách xa vật cản phía sau từ 10 đến 20cm. Cho bình nước đặt vào phần trên cùng của máy. Máy được thiết kế hai khoang riêng biệt, khoang thứ nhất để lấy nước, khoang thứ hai có hai ngăn dùng để cất giữ đồ đạc. Máy được trang bị 3 đèn báo nước nóng, đèn báo nước lạnh và đèn báo đủ nhiệt độ. Vòi lấy nước, khay chứa nước thải, dàn ngưng. Để bắt đầu sử dụng máy, các bạn tiến hành cắm nguồn và bật công tắc màu đỏ dành cho nước nóng và công tắc màu xanh dành cho nước lạnh ở phía sau máy. Chờ trong khoảng 15 phút đối với nước nóng và 30 phút đối với nước lạnh là có thể sử dụng. Đối với lần sử dụng đầu tiên, các bạn nên xả bỏ từ 1 đến 2 lít ở cả 3 vòi nước. Cây nước có 3 vòi nước nóng, lạnh và vừa, cung cấp nước cho các nhu cầu sử dụng khác nhau. Khoang chứa đồ có thể cất giữ đồ đạc, các bạn có thể bỏ cốc chén, hoa quả hoặc đồ uống vào bên trong. Trong quá trình sử dụng, các bạn nên thường xuyên kiểm tra khay nước thải. Nếu thấy khay nước đã đầy, thì các bạn tháo ra, đổ bỏ và lắp lại vị trí ban đầu. Nếu sau khoảng một thời gian dài không sử dụng, các bạn nên tháo bỏ hết lượng nước dư trong máy bằng cách vặn nút ở đằng sau máy. Vừa rồi là toàn bộ quy trình lắp đặt và sử dụng cây nước nóng lạnh Fuji VKD1800C và VKD1800E. Chúc quý vị và các bạn sử dụng an toàn và hiệu quả.